Hi, chào các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một series mới, series vẽ chibi. Và video đầu tiên hôm nay của mình là video vẽ Mickey nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm luôn. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái tay gấu để đựng sơn gel. Và mình sẽ pha màu trên cái tay gấu này luôn. Một cái bút nét này, một lọ nước lau gel và một cái móng để vẽ lên đấy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ luôn nhé. Mickey thì sẽ có cái màu da người ở cái phần mặt của nó, nên mình sẽ dùng cái màu nút da người này. Tuy nhiên là mình sẽ pha thêm một chút màu trắng. Trước khi ấy thì mình sẽ lau cái cọ này cho nó thật sạch. Sử dụng nước lau gel để lau nhé. Mình muốn cái màu da nó nhạt thôi nên mình sẽ cho thật nhiều trắng. Và mình sử dụng cái trắng của cọ nét này để cái màu trắng nó được đậm hơn. Vẽ chibi thì sẽ không có gì là quá là khó cả. Mọi người chỉ cần pha màu và vẽ theo hình mẫu là được. Tất cả các màu này mình đều sử dụng bằng màu của sơn gel hoặc là màu của gel vẽ 12 màu. Nó có một cái bộ mà màu gel vẽ 12 màu thì ở video sau mình sẽ sử dụng cái bộ đấy. Còn video này thì mình sẽ sử dụng màu sơn gel như bình thường thôi. Mình sẽ vẽ cái mặt của nó trước. Sau đấy sẽ cho vào máy hơ. Sau khi đã ấy xong thì mình sẽ lau cái bút thật sạch. Và tiếp đến là mình sẽ vẽ tai cho Mickey bằng màu đen.
Sau khi đã vẽ và hơ xong thì mình sơn tốp là hoàn thành rồi. Vậy là vừa rồi My đã chia sẻ xong cho mọi người cách vẽ chibi cũng như là vẽ hoạt hình đơn giản và cực kỳ dễ dàng. Mọi người có thể vẽ chibi, vẽ hoạt hình hay là vẽ hoa hay là vẽ cây cối, đấy là tùy mọi người thôi. Còn về cách vẽ thì đơn giản như vậy thôi. Hy vọng video hôm nay giúp ích cho mọi người. Nếu muốn mua đồ nail chất lượng thì hãy liên hệ theo thông tin chạy bên dưới video này. Còn nếu thắc mắc gì hãy bình luận ngay bên dưới video này nhé. Đừng quên like cũng như là đăng ký theo dõi kênh của mình để ủng hộ mình ra nhiều video hơn nữa nha. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.